Chào mừng các em đã đến với VKVKVK sửa máy 66. Bây giờ chúng ta hãy ngồi cách màn hình máy tính khoảng 1 mét, ngồi đúng tư thế và bắt đầu học bài. Luyện tập viết đoạn văn thuyết minh. Kết quả cần đạt. Vận dụng những kiến thức và kỹ năng đã học về đoạn văn, về văn thuyết minh để viết một đoạn văn có đề tài gần gũi, quen thuộc trong học tập hoặc trong đời sống. Một la mã, đoạn văn thuyết minh. Một nhỏ, hãy nhắc lại. A. Thế nào là một đoạn văn? B. Một đoạn văn cần đạt được những yêu cầu nào trong các yêu cầu kể dưới đây? Tập trung làm rõ một ý chung, một chủ đề chung thống nhất và duy nhất. Liên kết chặt chẽ với các đoạn văn đứng trước và sau nó. Diễn đạt chính xác, trong sáng, gợi cảm, hùng hồn. Hai nhỏ. Theo anh chị, giữa một đoạn văn tự sự và một đoạn văn thuyết minh có những điểm nào giống và khác nhau? Vì sao có sự giống nhau và khác nhau như thế? Ba nhỏ. Một đoạn văn thuyết minh có thể gồm bao nhiêu phần chính? Các ý trong đoạn văn thuyết minh có thể được sắp xếp theo các trình tự thời gian, không gian, nhận thức, phản bác, chứng minh không, vì sao? Hai la mã. Viết đoạn văn thuyết minh. Giả sử phải viết một bài văn thuyết minh để cung cấp cho người đọc những hiểu biết chuẩn xác về một nhà khoa học hoặc một tác phẩm văn học, một công trình nghiên cứu, một điển hình người tốt, việc tốt. Anh chị hãy một nhỏ, phát qua dàn ý đại cương cho bài viết. Hai nhỏ, tiếp đó hãy diễn đạt một ý trong dàn ý thành một đoạn văn. Gợi ý. A nhỏ, trả lời một số câu hỏi. Anh chị định tập viết đoạn văn nào? Đoạn ấy nằm ở vị trí nào trong bài văn? Câu chuyển đoạn cần được viết thế nào để đoạn văn sẽ viết có thể tiếp nối được với đoạn văn trước đó? Phải sắp đặt các ý theo thứ tự nào để bảo đảm tính chặt chẽ và mạch lạc của đoạn văn? Cần sử dụng những phương pháp thuyết minh nào và diễn đạt như thế nào để đoạn văn không chỉ chuẩn xác mà còn sinh động, hấp dẫn? Có thể học tập được gì từ đoạn văn sau? Với Einstein, thời gian trở nên co giãn khi nó tỏ ra phụ thuộc vào chuyển động của người quan sát. Nếu ta chuyển động càng nhanh thì thời gian càng chậm lại. Chẳng hạn, một người ở trên con tàu vũ trụ bay với một vận tốc bằng 87% vận tốc ánh sáng sẽ thấy thời gian chậm lại một nửa. Anh ta sẽ già đi chậm hơn 2 lần so với người sinh đôi với anh ta ở trái đất. Người sinh đôi với anh ta ở trái đất có nhiều nếp nhăn và tóc bạc sớm hơn anh ta. Tim anh ta đập nhanh hơn và anh ta ăn nhiều bữa hơn, uống nhiều rượu vang hơn và đọc sách nhiều hơn. Đó là nghịch lý cặp sinh đôi của Langevin, tên của nhà vật lý người Pháp phát biểu nghịch lý này. Ở 99% vận tốc ánh sáng, thời gian chậm lại 7 lần. Ở 99,9% vận tốc ánh sáng, thời gian chậm lại 22,4 lần. Theo Emery Card, Trịnh Xuân Thuận, Cái vô hạn trong lòng bàn tay, Nhà xuất bản trẻ, Thành phố Hồ Chí Minh, 2005. B nhỏ, viết và sửa chữa. Viết toàn bộ đoạn văn ra giấy nháp, sau đó kiểm tra xem chủ đề của đoạn có được thể hiện rõ ràng và nhất quán không? Việc sử dụng phương pháp thuyết minh có hợp lý không? Các câu trong đoạn có trong sáng và liên kết với nhau không? Làm thế nào để sửa chữa những lỗi của đoạn văn nếu có? Ghi nhớ. Để có thể viết tốt một đoạn văn thuyết minh, cần phải nắm vững các kiến thức về đoạn văn thuyết minh
và các kỹ năng viết đoạn văn thuyết minh. Có đủ những tri thức cần thiết và chuẩn xác để làm rõ ý chung của đoạn. Sắp xếp hợp lý các tri thức đó theo một thứ tự rõ ràng, rành mạch. Vận dụng đúng đắn, sáng tạo những phương pháp thuyết minh và diễn đạt để đoạn văn trở nên cụ thể, sinh động, hấp dẫn. Ba la mã. Luyện tập. 1. Viết đoạn văn nối tiếp theo đoạn mà anh, chị vừa hoàn thành trên lớp. 2. Từ những kết quả và tiến bộ đã đạt được, hãy viết một bài văn thuyết minh để giới thiệu một con người, một miền quê, một danh lam thắng cảnh hoặc một phong trào hoạt động mà anh chị đã có dịp tìm hiểu kỹ. Đọc thêm. Cây Hồ Gươm. Làn cây ven Hồ Gươm như làn mi, như ai dướng đôi lông mày. Không thể nghĩ cái đầm nước tuyệt vời ấy lại vắng hàng mi những rèm cây. Cây cối Hồ Gươm của Hà Nội thoạt nhìn không ra thể thức nào, nhưng để ý kỹ sẽ thấy được một lề lối của mỗi bóng cây bóng nước. Mỗi cái cây bên nhau đều mang chứng tích của lịch sử và thời gian. Từ trong đảo ngọc giữa hồ, những cây đa, cây si, cây xanh, cây đề và những cây gạo mà đầu đình làng nào cũng sum suê. Những gốc gạo hiền lành, xù xì như đá tảng vì những nhát dao tước vỏ cây từ thuở trong phố, còn những cột đèn dầu thấp ở các ngã tư đường thập đạo. Người ta lấy vỏ gạo về làm thuốc bóp chân sái, tay gãy, những bài thuốc ai cũng thuộc. Những cây trong vườn đã thành đại thụ cũng thấy ở đây. 7 cây lộc vừng vung lại một khóm, mà nõn lộc vừng để kèm ăn gỏi cá mè. Những cây sung cổ quái, mỗi mùa xuân vẫn trổ lá. Quả sung muối dưa, lá sung non lót nem chạo trên phùng, uống với rượu gạo mễ trì của ba làng Mai. Và những cây me, cây sấu, vốn mọc trước ngõ. Canh nấu quả me chua, nước rau muống luộc dầm sấu, vân vân. Ô hay, bất chợt vào mùa thu, hoai vong, chỉ đến mùa hoa vong đỏ khé trên mặt hồ mới nhớ. Chứ hàng ngày qua dưới gốc vong, không ai để ý tới loại cây cọc rào quá quen mắt ấy. Và cả những cây rừng cũng tới, rừng Mai Châu, rừng Đảo Cát Bà. Ông lão nào đã quẩy về đây những cây kim dao, mà tiếng đồn ngày xưa, vua chúa cầm đũa, chỉ cầm đũa bằng gỗ quý này. Hai tiếng hồ liễu, xưa nay gắn bó thân thiết với Hồ Gươm. Hồ Gươm, hồ liễu, nhưng chớ ai tưởng lúc sầm uất nhất thì quanh Hồ Gươm chỉ toàn dương liễu. Lệ liễu Hồ Gươm không yêu kiều, vì dặm liễu, dặm dài. Mà từ thuở nào, liễu Hồ Gươm chỉ lác đác. Những cây liễu đứng một mình buông tóc trong gió in bóng hồ điểm trang bức tranh hồ cuối thu phẳng lặng. Hoa lộc vừng đỏ hay, rơi từng đám xuống mặt nước. Hồ Gươm, hồ các thứ cây. Nhưng tôi nhớ nhất, và cho đến giờ vẫn không hiểu sao, bên bờ Hồ Gươm ngày trước lại có một cây ô môi, vốn quê ở miền Nam. Giữa mùa hạ, hoa nở như hoa đào. Chẳng lẽ đã có một ông lão trượng vác ống tranh khô tiên dán kiều, đem một cành cây ô môi, chiết ra trồng xuống ven hồ cho đất chỗ nước lịch sử này. Cuối thế kỷ trước, người Pháp mới chiếm Hà Nội. Lịch sử đau thương quãng ấy đã sang trang rồi, nhưng còn dấu tích trong cây. Ấy là những cây gỗ tết chỉ thấy ở rừng Thượng Lào, những cây cọ dại châu Phi, những cây hoa phượng vĩ quê tận Tân Guinea, ngoài châu Đại Dương, người Pháp đã đem từ các thuộc địa tới. Cây quanh Hồ Gươm tụ hội các thứ cây của làng nước và của thời thế. Bài viết của Tô Hoài trong Nguyễn Vinh Phúc, Hồ Hoàng Kiếm và Đền Ngọc Sơn,
Nhà xuất bản trẻ, Thành phố Hồ Chí Minh, 2003. 103. 103. Cảm ơn đã xem, mời bạn đăng ký để theo dõi các video tiếp theo.